Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube Hoài Cần ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Hoài Cần xin mời các bạn chúng ta cùng khám phá những siêu thị ở Nhật. Và trước tiên chúng ta hãy cùng khám phá siêu thị Tachiza, một siêu thị bán rau củ quả và các loại thực phẩm rất thích hợp với người Việt Nam chúng ta, rất rẻ. Và xin mời các bạn cùng khám phá theo tôi nhé. Xin mời. Trái táo như thế này giá 260.000, cũng tương đối là rẻ so với các siêu thị khác. Còn như thế này, thùng như thế này là trái nhỏ hơn, thì 16 trái bạn nhé, 1 sen 380 yên các bạn. Loại này thì rẻ hơn nhé các bạn nhé. Như loại này chúng ta nhìn thấy đây là 798 yên một trái các bạn. Đây là 98 yên. Rau cúc các bạn nha, rau cúc Việt Nam. Một bó rau cúc như này. Rau cúc như này là cái giá là 28 yên. Tương đương với 26 yên của Việt Nam các bạn. 26 yên. Rau cải các bạn nha, 100 yên, 5 cây. 105 cây các bạn nhìn thấy không? Rất là rẻ. Gần các bạn, gần. Đó, tăng nhỏ. Các bạn có nhìn thăng long Việt Nam. Cái thăng long Việt Nam như thế này mà ở Việt Nam thì chắc chắn là không ai ăn đúng không? Với giá là 498 yên, khoảng 100.000 hai trái. 100.000 hai trái nha các bạn nha. Đó, thăng long rất. Đặc biệt đây các bạn, sầu riêng. Các bạn nhìn thấy sầu riêng 3 sen 980 yên, khoảng độ 800.000 một trái sầu riêng như thế này. Một trái sầu riêng như thế này khoảng độ 4 múi rồi các bạn. Các bạn nhìn rõ không? Trước được có hai bạn Việt Nam nữa. Hai em là người Việt Nam đúng không? Vâng. Em sang lâu chưa? Em 4 năm. 4 năm rồi. Vâng. Anh gần đây, em gần đây ở Tajimi. Cũng ở Tajimi. Vâng. Đạp xe đạp đây hả? Vâng. Anh thấy có hai xe đạp ở ngoài và các người Việt Nam này. Anh đi quay vlog à? Ừ, anh vlog. Vlog của anh là gì đấy em đăng ký? Anh á, kênh vlog của anh là Hoài Cần. Anh quay chuyên về gì? Anh quay linh tinh thôi. Anh không ấy. Hầu như là anh làm mấy các sự kiện ở Việt Nam thì là chính. Đây các bạn, hôm nay có hai bạn trẻ người Việt Nam. Tên kênh là gì anh? Hỏi cần. Wow. Hỏi. Ừ, cần. Ca. Để hỏi á. Đây anh. Ở đây anh. Anh nổi tiếng phết nhỉ? Không, anh hình như anh đi quay các sự kiện ở bên Nhật này thôi. Nhưng mà đợt này anh đi làm về cuộc sống ở Nhật. Anh đi quay về các siêu thị này kia thôi chứ. Nhưng anh sang bên đây là đi... Anh là kỹ sư. Anh ở bên này gần chục năm rồi. Em là kỹ sư chứ không phải là sang. Anh sang đợt này đi. Anh làm về công ty Đức. Đúng. Bên em sang đợt này thì việc thì cũng hạn chế đúng không? Mất năm này thì chắc hạn chế.
Ở đây thì siêu thị khá là rẻ đấy. Vâng, có lẽ mình ở đây rẻ. Đạt tạm bên đây biết này rẻ. À, em có gần đây không? Em cái đây chục cây. Chục cây á? Vâng, chục cây. Mà cũng đạp xe hơn. Vâng. Chịu khó nhỉ. Em ở chỗ nào? Ở gần ga. Gần ga á? Ga cần gì có đến chục cây, ga đến đây. Ở cũng gần 5-6 cây. Ta gì mình xin. Nhưng mà chưa đến ga đâu. Em phải đi qua ga. Qua ga nữa. Qua ga nữa, đi xuống dưới nữa. Vâng. Qua ga khoảng 5-6 cây. À, thế cũng khá là giáp giáp gần Toki đúng không? Vâng, giáp Toki luôn. Anh Toki. Anh Toki. Ừ, nhưng mà anh mạnh chơi này chứ không mạnh nghe ghế đấy. Anh đi ô tô lên đây. Ừ, anh đi ô tô lên. Anh đi tuần nào anh cũng đi siêu thị nào. Ừ. Tại vì thực ra ở đây nó rất là rẻ. Hồng ngoài kia đang rất rẻ này kìa. 798 yên một thùng 18 quả. Hồng. Ừ. Thế này em. Em vừa nhìn ngó mà anh chưa xem đây các bạn, tôi nghe theo nhá. Hồng thì thấy ở đây là siêu thị rất là rẻ, một cả chuối như vậy. Còn một thùng duy nhất này em. 798 yên. Không ăn thì ngon cái gì. Cho các bạn đây một thùng hồng nhá. Một thùng hồng có giá 798 yên. 18 quả. Tuần nào anh cũng làm một thùng, hai thùng luôn. Ở siêu thị bình thường nó sẽ bán 4 quả như này giá khoảng 500 yên. Thì bình thường thì nó ở đây có 798 yên thì lấy đi anh đưa tiền không? nhận tiền nữa. Anh thấy là rẻ, còn có một thùng anh vừa lấy hai thùng rồi. Lấy thì anh nhiều thùng chở thầy được tí anh lấy chở cho có hai thằng. Hai thằng thì ăn bao nhiêu? Ăn cả tuần cơ mà không ai để được. Em để 2 tuần vô tư, em không cần phải để tủ lạnh luôn. Anh mua về anh vứt ngoài, anh không bỏ tủ lạnh luôn. Ngọt ngon. Chúng ta lại tiếp tục phá nhá, chào bọn em nhá. Chào bọn em. Chào anh em phá tí. Chúng ta lại tiếp tục phá nhá. Các bạn đây là chuối. Chuối 398 yên một thùng. Đây là chanh các bạn nhé. Chanh là 498 yên, 100 yên, cái này 100.000 tiền Việt Nam. Chanh, đây các loại chanh. Bơ, siêu thị này thì các bạn gái rất là thích bơ. Còn những đồ Việt Nam, 400 yên một túi như thế này. Một túi 400 yên mà có khoảng 7 quả các bạn ạ. 7 quả 400 yên. Quýt, dứa. Một trái thơm như thế này có 298 yên, là 300 yên, 60.000 tiền Việt Nam. So với giá thị trường thì thật sự ra một trái dứa như này cũng rẻ. Vâng, đặc biệt đây các bạn này, nho. Các bạn nhìn thấy không, nho 498 yên, 500 yên một túi như các bạn nhé. 500 yên một túi nho rất là ngon. Lê ổi. Dưa lưới. Dưa lưới này ở bên Việt Nam mình khá là đắt và khá là chuộng, với lại dưa lưới Nhật Bản này các bạn. Thì làm kinh doanh như thế này, thấy người ta nhìn mình như kiểu là về ngoài hành tinh các bạn. Thật ra bên siêu thị và đi siêu thị bên Việt Nam này tiền các bạn này, 100 yên một túi, 80.000 một túi. Quýt đảm bảo là tuyệt vời chất dinh dưỡng luôn. Mùa quýt bắt đầu vào mùa thì khá là ngọt. Còn đây các bạn kiwi. Nếu các bạn nào là tín đồ của kiwi thì chúng ta đến đây cũng không có thiếu một cái gì hết nhé. Nếu nói chung các bạn đến với Tachiza thì ở đây khá là đầy đủ. Khá là đầy đủ hoa quả và trái cây cho các bạn lựa chọn. Khoai tây này các bạn 298 yên. 2, 4, 6, 8, 8 củ. Khá là to. Dưa chuột mùa này thì hết mùa rồi, cho nên cũng khá là đắt. 5 quả dưa chuột với giá là 250 yên, 50.000. Cà tím, 298 yên các bạn nhé. Ở Tachiza thì gần như chúng ta có đầy đủ các mặt hàng về hoa củ quả để các bạn có lựa chọn đúng theo kích thước và mùa vụ. Cà chua đây các bạn, cà chua 1 sen 780 yên, 340.000. Còn nó chụp cả cà chua. Còn nó 80.000 này các bạn, 80.000 một hộp. Hai lạng.
cà chua các bạn. Các bạn thấy không? Các loại cà chua. Lựa chọn một cái túi lò nhỏ 500g, khoảng 500g, 403g thì với giá là 498 yên, tương đương với khoảng 100.000 tiền Việt. Nho Mỹ. Các loại nho ăn các bạn nhé. Chờ, đi thôi. Nấm. Ờ, hai em. Hai em vẫn cầm lên. Mỗi một tuần mà anh em mình có phải đi siêu thị như này cũng rất là mệt đúng không? Quần vác rất là nhiều. Ăn 1-2 tuần. Ờ, cũng như anh thôi. Anh cũng mua, anh cũng ăn cả tuần chứ. Hầu như là người Việt Nam như thế này. Ờ, đúng không? Không, em xuống dưới Lam ở dưới Tokyo có cái siêu thị Lam ở thịt nó rất là thịt cá này rồi. Hoa củ quả thì lại không rẻ được như ở đây. Cá thì tầm độ 3 giờ đây á, tầm độ 3 giờ nó mới giảm giá. Tầm 3 giờ nó giảm giá 50%. Ờ, đúng rồi. Không, em xuống dưới Lam ở dưới Tokyo có cái siêu thị Lam ở thịt nó rất là thịt cá này rồi. Hoa củ quả thì lại không rẻ được như ở đây. Cá thì tầm độ 3 giờ đây á, tầm độ 3 giờ nó mới giảm giá. Tầm 3 giờ nó giảm giá 50%. Tương đối. Tiếp tục giá đây. Một cái hay của siêu thị này nữa nha các bạn nhé. Tầm độ 3 giờ bắt đầu họ sẽ giảm giá. Tất cả các sản phẩm như này nó sẽ ngày 19. Ngày hôm nay chiều nay nó sẽ giảm giá các bạn nhé. Những sản phẩm như này buổi chiều nó sẽ giảm giá khoảng độ 50%. Bây giờ là giá 409 yên. Một cái khay tôm như này giá 4... Với trọng lượng của khay tôm như này là 409g. Khay tôm như này 409g thì với giá là 409 yên. Đó, 409 yên thì buổi chiều khả năng chỉ còn có 200 yên thôi. Đây có rất là nhiều, chúng ta đi khám những cái quầy cho khác đây. Hàu ở Việt Nam thì rất là nhiều người quý ông thích đúng không? Với giá 198 yên một thứ hàu như này các bạn. Tiếp tục thôi là cái siêu thị này thì khá là ồn ào, những cái lời chào lời giao nó tương đối nhiều. À, các bạn nhìn thấy không? Tôm hùm, chúng ta nhìn thấy nha, tôm hùm. Một con tôm hùm như thế này là 3 sen 800 yên, hoặc là 4 sen 2 khoảng 800.000 con tôm hùm như này các bạn nhé. Mực bạch tuộc rất nhiều cá, các loại rong biển. Các loại rong biển hàu. Cá này các bạn rất là rẻ nha. Cá thu, cá nục, cá trích, các loại cá rất là nhiều luôn. Mình rất là thích các loại cá mà. Cá hồi của các người như thế này. Cá hồi, cá ngừ, đại dương như thế này rất là giàu omega, rất là tốt cho sức khỏe các bạn. Ở siêu thị này thì nó gần như rất đầy đủ tất cả các mặt hàng cho các bạn lựa chọn, không có thiếu gì từ đồ khô, chả cá các loại nữa. Loại sashimi sẵn ha, cả sẵn các bạn. Và đây xin giới thiệu các bạn một cái sản phẩm rất là đặc biệt mới của Tachiza.
một quầy gian ẩm thực của người Việt Nam mình. Bột bánh xèo 548 yên một túi 500 gram, túi nửa cân như các bạn nhé, một túi nửa cân như thế này, 400 gram, gần nửa cân, có giá là 548 yên, khoảng độ 101 tiền Việt Nam mình. Bún bò Huế 118 yên. Phở Vifong 100 yên. Mì cung đình, các bạn, mì cung đình, phở tự nguyên, phở gà Hà Nội 128 yên. Cung đình các bạn 128 yên. Phở cung đình 128 yên. Và đây, mình mới phát hiện được ra một cái sản phẩm này. Nước mắm ăn liền. Mình đã mua cách đây 2 tuần mà mình ăn hết 2 chai như thế này rồi. Rất ngon. Đấy, các bạn chỉ đổ ra và quấy lên. Nước mắm khỏi ớt. Cực kỳ ngon, cực kỳ hấp dẫn. Với giá 398 yên, khá là rẻ nha các bạn nhé. So với các bạn ăn 5 người rất là nhiều. Mà về các bạn không cần phải pha chế gì cả. Chỉ một phát là các bạn ăn luôn, đổ ra. Các bạn có nhìn thấy không? Rất là ngon. Nước mắm ăn liền. Mì các bạn, mì cung đình 148 yên một hộp như thế này, về các bạn chỉ việc ăn luôn. Hộp mì cung đình rất là nhiều. Bánh phở, bánh phở lợn một túi là 398 yên ở Việt Nam mình luôn. Nước mắm, đây là nước mắm Thái nhưng mà người Việt Nam mình lựa chọn rất là nhiều. Bánh, bánh da lợn, da lợn nó cho lên rán ăn rất là ngon, 288 yên, 300 yên 60.000 thôi. Cái mới của siêu thị này thì đó là cái góc ẩm thực của người Việt Nam mình chúng ta. Cho nên cái lượng mỡ nó sẽ xen đều, xen kẽ. Các bạn mình sẽ tìm rõ ra bò nhé. Các bạn đây là nó sẽ xen kẽ, rất thịt mềm, có mỡ. Các bạn ăn sẽ không có ngấy. Các bạn nhìn bò này thì có giá là 398 yên trên 1 gram. Mà miếng thịt này là 305 gram. Giá của nó là 1 sen 213 yên. Tương đương với khoảng 250.000 một miếng như này các bạn. Miếng 3. Đây là miếng thịt bò 3 cân. Thịt bò này thì cũng tương đối gọi là ngon đấy các bạn. ขอ 158 yên cái này. Khoảng 30.000 một miếng như thế này, một khay như thế này. Cái này là loại đặc biệt. 498 yên, khoảng 500 yên các bạn. 100.000 tiền Việt. Đây cho loại thì cấp sẵn là sẵn này. Nó rất là tiện lợi, không như bên phía Việt Nam mình. Việt Nam mình thì thật sự ra để đi người chiếm tìm những cái mở đồ sẵn như này thì nó cũng kỳ công. Thịt rất là ngon. Đây là các loại rau củ. Đây ví dụ cho các bạn này.
hay là thịt đổ đông á. Đây là đậu nành ở Việt Nam mình á, để đông khoai tây lấy sẵn để đông các bạn. Các bạn nhìn rất là gói đậu nành 198 yên. Đây là gói mì udon 298 yên. Tiếp tục đi các bạn ơi, chúng ta sẽ tiếp tục quay đông nhé. Thì các bạn này, ở đây thì không có rồi, thì mình sẽ quay về phía đây. Đây cũng có loại thịt chiên 298 yên, không sao. Lòng 298 yên, sụn xương. Xương như thế này là giá 50.000 một cục như thế này. Rất là rẻ các bạn. 50.000 một túi này. Rất là rẻ. Sụn cuống họng à. Cuống họng chắc sẵn thì này 298 yên, khoảng 60.000 tiền Việt Nam mình tương đương á. 398 yên. Xương đùi. Đó, tim các bạn, một hộp tim ba trái như thế này 500 yên, tương đương 100.000 tiền Việt Nam mình. Móng giò. Móng giò các bạn. Móng heo 300 yên, hai cái. 7 lạng hoặc 8 lạng, 7 lạng 92. 8 lạng. Đuôi lợn các bạn. Đuôi lợn khoảng 330 yên hộp như thế này. Gồm có lẽ có nhiều, 880 yên. Mình không nhìn rõ, mình không đếm được bao nhiêu cái, nhưng mà giá là 880 yên. À 880 gram, khoảng 9 lạng. Toàn đuôi không, mà giá là 334 yên. Việt Nam mình thì nó rơi khoảng độ 70.000. Đây là vịt các bạn. Vịt. Vịt một con vịt như này là gà. Gà vịt. Vịt thì mình không nhìn thấy nó để giá ở đây. Một con gà giá là 500 yên một con các bạn nhé. Gà già ăn rất là ngon. Rất giống gà Việt Nam mình. Ngon tươi như Việt Nam. Vịt ở đây thì mình chưa nhìn thấy giá hoặc gì. À đây rồi các bạn. Vịt là 980 yên. 980 yên. Và là sen. Sen thì 200.000 một con vịt. 200.000 một con vịt. Đây là đùi gà. Ba cái đùi gà có giá là 279 yên. 279 yên ba cái đùi gà. Nó khoảng độ 50.000 tiền Việt Nam mình. Ba cái đùi gà rất là to. Một bịch thịt như thế này 400 yên, à 421 gram, có giá là 538 yên, khoảng 100.000. 5 lạng thịt cũng tương đương khoảng 5 lạng 100.000, 5 lạng các bạn nhé. Nó không phải là đắt lắm. Đây các bạn, đây là các loại thịt 580 yên, 500 gram, 540 gram, 100.000, 500 gram, 457 yên, 425 24 gram. Thịt heo chúng ta sẽ đảm bảo là thịt heo, sau đó thịt chúng ta sẽ đi tìm thịt gà, thịt lợn nhé. Còn rất là nhiều các loại thịt heo để chúng ta có thể lựa chọn. Thịt này chúng ta đang nướng sẵn, chúng ta về thịt cho vào lò sóng nướng ăn luôn. Nó đã ướp sẵn nữa các bạn. Một cái điều đặc biệt là bên Nhật ngày xưa thì mọi người có thể nói là không ăn nội tạng, như bây giờ đây giá một hộp tim như thế này các bạn. Một hộp tim 200 gram có giá 40.000. Tim gan các bạn nhé. Lưỡi. Sườn. Sườn cũng khá là rẻ các bạn, 650 gram, có giá là 6 sen, 638 yên. Thịt ba chỉ các bạn. Thịt ba chỉ 406 yên, 406 gram, 600 yên, 120.000. Thịt ba chỉ thì có vẻ hơi mắc hơn một chút xíu so với các loại thịt khác. Bình quân chung thịt ở đây thì có mức giá khoảng dao động là 98 yên 1 gram, 100 gram, 98 yên 100 gram các bạn. Nên nó cũng tương đối là rẻ so với các hệ thống siêu thị khác.
và rửa sọ tách sẵn ra họ làm một quán 260 yên, 450 gram, 50.000 năm lại các bạn. Họ làm sẵn các bạn về chỉ việc bỏ ra làm và ăn. Đây là các loại thịt gà đấy các bạn nhé, tương đối là rẻ. Gan gà này, mề gà này, tim gà này, trứng gà này các bạn, da gà họ để riêng, và thịt gà, sụn gà, xương gà. Mọi cái rất là rẻ, có giá dao động khoảng độ 220 yên cho đến 240 yên tùy từng loại. Giá tương đối rẻ các bạn. Gà họ làm sẵn hai bộ xương như thế này, 236 yên. Nếu mà các bạn mà nấu, nếu các bạn có nấu lẩu, có làm lẩu thì nó cũng là một lựa chọn rất là tinh tế. Tức gà, cánh gà, đùi gà và thịt gà. こちらお買い得になってます。ご利用お願い。お客様、オレンジ色のエコバッグをお届けしております。お声かけください。この、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 
rau đay, rau cải đắng và rau cải cúc. Ở đây thì rất là nhiều các loại rau Việt Nam mình thích ăn, ăn rất là ngon và rất hợp khẩu vị người Việt Nam mình. Cải thái các bạn. Một cái áo như này là giá 198 yên, 200 yên, 40.000 tiền Việt Nam mình các bạn. Nếu mà các bạn là tín đồ của cải xào, cải ăn sống hoặc là các bạn có thể làm kim chi thì cây cải tháo này là một Tachiza, là một cái sự lựa chọn rất là tốt cho các bạn nhé. Củ cải bán 150 yên quả các bạn, 150 yên quả mới bán. Khá là to. Một trăm năm mươi. Mùi, mùi bên Việt Nam mình các bạn ơi. Mùi này cũng tương đối thơm, không nên nỗi nào. Không như một số loại mùi thứ vị kia thì nó không thơm được như này. Mùi này rất là thơm. Nếu các bạn tín đồ với những đồ khô thì đây là chuối khô đấy các bạn, giá khoảng 45.000. Hạt ốc chó, hạt kiểu, các loại hạt. Nó cũng tương đối rẻ, ví dụ như cái hạt này là 500 yên. Khá là gì, không đến nỗi nào đắt lắm, 100.000 đấy các bạn ơi. 100.000, không đắt lắm. So với mặt bằng giá chung ở bên này thì nó tương đối rẻ đấy các bạn. Chuối khô, nho khô. Nếu như các bạn tuần trước đã xem cái video mình đi nhặt hạt rẻ thì đây các bạn nhé, hạt rẻ. Một bịch như thế này, giá 980 yên, 200.000 tiền Việt Nam mình các bạn. Một bịch, một túi như thế này nó rơi vào khoảng 1 cân các bạn, 1 cân, 200.000. Tỏi, cái loại tỏi này về họ làm tỏi đen đấy các bạn. Tỏi này thì khá là đắt, 700.000 một túi tỏi như này các bạn, 700.000, 780 yên, 150.000. Đây là những cái quầy thực phẩm này, những cái đồ mì udon và những loại bánh nó làm sẵn, mình chỉ việc quay lên ăn thì các loại này thì đối với người Việt Nam mình thì ăn thì cũng không hợp lắm. Mình là một người khá là ăn uống dễ tính, tuy nhiên là mình đôi khi mình cảm thấy ăn nó không hợp với khẩu vị người Việt Nam mình. Giá thì cũng tương đối là rẻ. Tiếp tục nha các bạn này.
bạn nào ở gần khu vực mình xem lên mạng cho mình search xem cái siêu thị Tachiza. Tachiza nha các bạn nhớ, nhớ tên siêu thị Tachiza. Siêu thị này là cái giá nó rất là rẻ mà rất là nhiều đồ Việt Nam mình có thể ăn được và có thể tương đồng được. À, một cái sản phẩm nó tương đối là rẻ đấy các bạn. Các bạn có thể tin được không? Một hộp trứng gà như thế này, một hộp trứng gà 10 quả như thế này với giá là 138 yên, mình gọi là 27.000 10 quả trứng gà, 27.000 10 quả trứng gà, thì cái giá này có thể nói là nó còn rẻ hơn ở Việt Nam mình. 10 quả trứng gà như thế này là 27.000, thì ở Việt Nam mình cũng chắc cũng tương đương khoảng 30.000 10 quả, là giá rất là rẻ. Tiếp theo chúng ta mình xem đây các loại đậu nhé, loại đậu các loại đậu này ăn sống các bạn về chỉ ăn sống thôi, đảm bảo ngon và chất lượng dinh dưỡng rất là cao. Nếu các bạn thích ăn những loại đậu mà nó tương đồng với đậu Việt Nam mình thì đây các loại đậu nướng như thế này rất là hợp và rất là hợp khẩu vị người Việt Nam và cũng rất là giống đậu Việt Nam mình là các bạn đã từng ăn. Còn các loại đậu sống này như mình thì mình hay ăn đậu sống như này, về cái như này bóc ra mình ăn sống thôi, ăn rất là ngon mà nó đảm bảo chất dinh dưỡng, đảm bảo luôn các cái thành phần dinh dưỡng của đậu không bị mất đi, không như các cái đậu mà đã nướng qua. Các loại váng đậu các bạn, váng đậu tương đối ngon. Nếu mà các bạn có thể ăn được những cái mà đồ mà muối sẵn thì đây, củ cải muối sẵn hoặc là dưa muối sẵn cũng rất là ngon. Dưa này và củ cải này nó có một cái đặc biệt là nó khá là mặn. Các bạn thấy dưa này thì nó khá là mặn, nhưng mà nếu các bạn về các bạn rửa đi thì chúng ta sẽ dưa xào lòng hay là chúng ta có thể xào ăn thì nó cũng tương đối là ngon. Tiếp tục đây các bạn, đấy các loại kim chi, các loại kim chi muối sẵn, kim chi đấy các bạn, 50.000 một hộp kim chi. Trước kia thì mình rất là hay ăn nhưng mà đến bây giờ thì mình cũng lười. Ngày xưa khi mình làm rất nhiều ấy thì mình hay làm kim chi, thì mua kim chi mình về mình ăn sẵn với thức ăn thôi, mình đỡ phải xào rau. Nhưng đến bây giờ thì bắt thời gian thì mình cũng từ ngày mà ảnh hưởng dịch thì có thời gian mình ít ăn kim chi. À, một cái loại nước Lipton. Lipton này mình uống thì gần như là giống như vị Lipton Việt Nam mình. Hoặc là sữa chua này các bạn cũng rất là ngon nhé. Sữa chua, nước sữa chua 100.000, khoảng 20.000 một chai như thế này, một chai 1 lít như thế này. Còn cái loại này thì đắt hơn, loại sữa chua dâu này thì là 40.000 ở Việt Nam. Mà nhìn rất là nhiều. Nếu mà người mình nóng nhiệt như này kia thì chúng ta có thể ăn lựa chọn các loại hoa quả, đây loại rong, các bạn lười ăn rong nhé. Dành cho các bạn lười ăn rong thì chúng ta có thể chọn lựa những cái loại nước trái cây như nước rau như thế này. À, nó sẽ bổ sung các thành phần vitamin E, vitamin C, vitamin D cho các bạn. Ở đây, nếu mà các bạn lười có bổ sung vitamin E, C và A. Đây các bạn nhé, nó sẽ bổ sung vitamin C và vitamin A. Nước cam, gần như là nguyên chất đấy các bạn. 100% nước cam các bạn, nguyên chất 100%. Với giá 120.000 thì các bạn nhé. Còn nước táo cũng là 100% luôn. Ở bên này á, những cái sản phẩm mà họ đã làm sẵn và họ in sẵn như thế này mà vừa bì á, thì về các bạn cứ yên tâm đảm bảo về chất lượng cũng như là cái sản phẩm bên trong nó sẽ y chang như thế. Đây là các loại sữa chua, các vị nha ram, vị đào, vị dâu, vị nho, dâu tây này các bạn, táo này, nho và dâu tây. Các loại sữa chua, các loại nước trà sữa uống sẵn, trà cà phê. Một hộp trà sữa như này là 138 yên, tương đương với 26-27 nghìn tiền Việt Nam mình, cũng không phải là đắt đâu các bạn. Tiếp tục nữa các bạn ơi, cái loại pizza làm sẵn này các bạn ơi, pizza làm sẵn về chỉ cho con lò với sóng nướng lên là chúng ta ăn có thể thưởng thức được luôn, cũng khá là ngon, không đến nỗi nặng. Các loại mì, màn thầu, ủ đông, há cảo này các bạn, hộp há cảo như thế này đó, là có giá 398 yên, 80.000 tiền Việt Nam mình. Hoặc là nem cuốn sẵn, nem cuốn sẵn này thì không thể bằng nem Việt Nam mình nhưng mà ăn cũng tương đối, bởi vì bên trong họ sẽ có sử dụng nhiều là khoai tây, khoai lang và các loại bột, nó không thể giống như Việt Nam mình được, với cái giá là 40.000 198 yên.
udon. Các loại mì udon nha các bạn nhé. Mì udon nó sẵn này. Đó, mì udon. Nó rất là nhiều cái đa dạng của chủng loại các bạn lựa chọn. Được chưa? Và đây, xin giới thiệu các bạn một cái tiếp tục đây các bạn ơi. Các bạn, vừa giờ chúng ta đã khám phá siêu thị Tachiza nằm trong cái series khám phá và trải nghiệm đất nước Nhật Bản. Hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy đăng ký và subscribe kênh nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nữa.